Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin chào mừng các bạn đã quay lại với channel của Xuân Nhật Việt. Và hôm nay tôi sẽ review giới thiệu cho các bạn đến một cái sản phẩm nữa của shop. Đây, như các bạn thấy trên màn hình, rất là nhiều những cái quân bài, những cái thẻ bài. Đây là những cái bộ quân bài và thẻ bài trong cái trò chơi thẻ bài ma thuật Yu-Gi-Oh. Các bạn thấy tôi đã nhập bên Nhật về rất là nhiều những cái bộ bài và thẻ bài khác nhau. Đây, như các bạn thấy rất là nhiều. Nay tôi sẽ review cho các bạn một cái bộ, một những quân bài trong một cái bộ bài bất kỳ trong cái đống này mà tôi nhập về nhá. Đây, tôi sẽ mở ra một bộ bất kỳ. Các bạn thấy đây, rất là mới và đẹp, có rất là nhiều, và mỗi một cọc này là hơn 100 lá và bán một cọc là tầm 300k. Các bạn mua thì có thể liên hệ đến shop. Là rất là nhiều những quân bài. Bạn thấy, tôi sẽ review giới thiệu từng xem trong đây nó có những cái quân bài gì nhá. Đây, như bạn thấy quân bài mới là rất là đẹp, cầm rất là thích tay. Các bạn có thể mua cả bộ về chơi hoặc là mua về sưu tầm, từ những cái quân bài hiếm đến những quân bài đại trà đều có hết. À, quân bài này có sức tấn công là 2400, phòng thủ 1500, đây là mới. Bài sức tấn công có 500 và phòng thủ 1500. Đây, như bạn thấy, từ những quân bài mạnh đến quân bài yếu có hết, để chúng ta có thể chơi được linh hoạt hơn. Rất là nhiều, đủ các hệ pháp thuật, quỷ. Quân bài này sự tấn công có 500, phòng thủ có 500, hơi yếu. Quân này có sức tấn công 3200, phòng thủ 2100, quân bài cũng rất là mạnh.
rất nhiều quân bài tấn, có quân bài để chơi, quân bài hỗ trợ. Ngoài cạm bẫy cũng có hết rất là nhiều. Như các bạn thấy đấy, có rất là nhiều quân bài khác nhau đúng không? Mỗi bộ có thể cho 2-3 người chơi thoải mái, chơi không nhàm chán. Chúng ta có thể lấy những quân bài mà thấp, có sức tấn công phòng thủ kém để nhủ lừa để trừ điểm của đối phương. Một quân bài phòng thủ này, một cọc là một bộ này có hơn 100 lá, rất là nhiều. Với những quân bài khác nhau ấy, chỉ có 300k thôi. Này nhập bên Nhật về nên là các bạn có thể hoàn toàn an tâm về chất lượng của thẻ bài nhé, không dễ bị hỏng bị nhão như những cái loại hàng fake, cầm rất là cứng. Đấy, như các bạn thấy, đây là một bài hơn 100 lá, tôi đã review cho các bạn xem đây. Rất là nhiều, mới và đẹp. Đây, như các bạn thấy còn rất là nhiều nữa. Các bộ bài không trùng lặp nhau nhé. Mỗi bộ là 300k. Các bạn muốn mua bộ bất kỳ thì có thể liên hệ đến shop. Đấy, rất là nhiều.
các bộ bài hoàn toàn mới đến tầm 99% đấy. Các bạn có nhu cầu mua một cái bộ bài nhất kỳ nào, các bạn có nhu cầu mua một bộ bài bất kỳ nào thì có thể liên hệ đến shop qua cái số hotline là 0983 131528, hoặc là các bạn có thể comment xuống dưới video của tôi. Đấy, các bạn có muốn mua lẻ hay là mua cả bộ thì liên hệ trực tiếp với tôi, và có những cái thắc mắc hay là điều gì cần tư vấn thì các bạn có thể comment xuống ngay dưới cái video mà tôi review đây, tôi sẽ giải đáp cho các bạn trong cái thời gian sớm nhất có thể. Các bạn nếu thấy hay và nếu cảm thấy thích muốn chia sẻ đến những cái bạn bè mình để có thể sở hữu được những cái bộ bài này nữa thì các bạn có thể like và share giúp tôi. Và như vậy là tôi đã giới thiệu xong cho các bạn những cái bộ bài và những cái quân bài thẻ Yu-Gi-Oh rồi. Nếu các bạn muốn mua hãy liên hệ đến tôi nha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.